Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kế Sách. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh. Theo báo cáo của huyện Kế Sách, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện 2 chùm ca bệnh cộng đồng lây nhiễm phức tạp. Trong đó, chùm ca bệnh ở ấp Ninh Thới, xã Thế An Hội đã được phong tỏa từ ngày 26 tháng 10. Và các ca bệnh có liên quan chùm này tại ấp 8, ấp 9 và ấp 10 xã Trinh Phú. Hiện nay, ngành y tế tập trung thực hiện xét nghiệm các ấp của xã Trinh Phú trên để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hộ nghèo trong khu phong tỏa đó là 15, hộ cận nghèo là 26, bằng 154 khẩu. Trên cái tình hình thực tế như vậy thì đối với ban chỉ đạo cũng có là tập trung để làm sao thực hiện cái chính sách. Một là thành lập cái tổ hậu cần gồm có là 6 đồng chí ở ngoài khu là tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu để đưa vào khu, thì ở trong là tập trung là 4 tình nguyện viên, thêm 2 là 6. Chùm ca bệnh thứ hai của huyện là ở tại ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây và ấp Mỹ Thạnh của xã Nhân Mỹ. Khu vực này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thiết lập vùng y tế cách ly tập trung từ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Hiện nay, ngành y tế tập trung thực hiện xét nghiệm các ấp trên để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và thực hiện nghiêm túc việc giãn cách để kết thúc phong tỏa. Ngoài ra, tại ấp An Phú, xã An Lạc Tây, tiếp tục xuất hiện thêm một chùm ca mới được cách ly tại nhà về từ tỉnh Bình Dương. Hôm nay thì lực lượng lấy mẫu của mình đang lấy cho ấp An Thạnh của An Lạc Tây và Mỹ Thạnh của Nhân Mỹ là lần 4, là ngày thứ 14. Thì qua cái kết quả đánh giá của vòng 3 là ngày thứ 7 thì mình không có phát sinh F0 ở trong hai cái khu vực mình đang phong tỏa. Thì nếu mà cái kết quả mà bữa nay lấy thì chắc có lẽ là sáng mai mới có. Thì như vậy nếu mà ổn, coi như là không còn phát sinh thêm ngoài cộng đồng, thì lúc đó ban chỉ đạo huyện sẽ làm cái văn bản để đề nghị tỉnh gỡ phong tỏa. Tại buổi kiểm tra, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Kế Sách tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận của các hộ dân trong khu vực phong tỏa, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định, quan tâm hỗ trợ, cung ứng đầy đủ kịp thời các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về y tế, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế để người dân yên tâm, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về phòng chống dịch. Trong khu phong tỏa, đề nghị các đồng chí cố gắng làm sao trong 14 ngày chúng ta phải làm sạch trong khu phong tỏa. Nếu như các đồng chí tiếp tục để nhiễm chéo trong giai đoạn cuối thì lại tiếp tục phong tỏa tiếp, như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cho nên vấn đề này rất quan trọng. Nếu chúng ta không phong tỏa thôi, đã phong tỏa rồi thì phải thực hiện cho nó nghiêm, đề cao kỷ luật kỷ cương. Những trường hợp cá nhân tập thể mà không nghiêm, thực hiện không nghiêm về công tác phòng chống dịch thì chúng ta cứ mạnh dạn xử lý, điều chuyển, đổi ngay. Nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là, chủ quan thì cái hậu quả nó sẽ rất lớn. Dịp này, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng 20 tấn gạo và 500 thùng mì cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa để các gia đình vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng quà, động viên tinh thần các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn xã Thới An Hội.